chào quý vị đang theo dõi chương trình Niềm tin hàng Việt được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng BSA Media thực hiện. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA phát động cuộc thi khởi nghiệp xanh phát triển bền vững lần thứ 10. Nhiều doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền. Food and Hotel Vietnam 2024, nơi doanh nghiệp Việt nắm bắt xu hướng thế giới. Doanh nghiệp găng tay cao su Việt tự tin cất cánh. Ngày 21 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA tổ chức tọa đàm kinh nghiệm xúc tiến thương mại, những câu chuyện có thật, cũng như triển khai và phát động cuộc thi khởi nghiệp xanh phát triển bền vững lần thứ 10 2024. Theo ban tổ chức, cuộc thi khởi nghiệp xanh phát triển bền vững lần thứ 10 năm 2024 diễn ra gồm 3 vòng, tổng giá trị giải thưởng lên tới 760 triệu đồng, trong đó 210 triệu đồng tiền mặt. Thời gian nhận các dự án thi bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 7 năm 2024. Trong suốt quá trình này, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA có các chương trình tập huấn tại các địa phương để tìm, phát hiện và hỗ trợ các chủ thể hoàn chỉnh kế hoạch kinh doanh để tham gia cuộc thi. Sau cuộc thi khởi nghiệp xanh lần 9 của BSA tổ chức, thì dự án Mr. Múp kết nối con người với tự nhiên may mắn đoạt được giải nhất. Và sau khi mà đoạt giải thì các đơn hàng, các đối tác bắt đầu tìm đến mình nhiều hơn. Giai đoạn trước thì dự án đã tập trung xuất khẩu được các sản phẩm đồ chơi thú cưng sang thị trường Nhật, cũng đã ổn định thời gian. Và trong năm 2023 vừa qua thì thị trường Hàn Quốc cũng là một thị trường tiềm năng khi các đối tác đến tìm kiếm và kết nối. Dự án cũng đã kết nối với các sàn thương mại điện tử như Alibaba và Amazon để tiếp cận thêm các thị trường quốc tế như thị trường Bắc Mỹ. Khi mình có một cái khảo sát thị trường thật chắc thì mình mới có được lợi thế. Nhưng mà thông qua những cái hỗ trợ của BSA cũng như các tổ chức từ cơ quan chính quyền địa phương thì doanh nghiệp tiếp cận được cái thị trường nó sát hơn. Trong nhiều năm qua, cuộc thi khởi nghiệp xanh luôn nhận được sự quan tâm, động viên và đồng hành của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp là một việc rất là cần thiết cho cái sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, tạo ra nhiều công ăn việc làm. Chúng tôi rất là mong rằng các cái doanh nghiệp khởi nghiệp luôn có sự quyết tâm và có nghị lực để chúng ta làm nên cái tầm nhìn và cái sứ mệnh chúng ta đã đặt ra và luôn theo đuổi nó để chúng ta biến những cái sản phẩm chúng ta và biến những cái dịch vụ để phục vụ cho người Việt và vươn tầm ra thế giới. Và tôi cũng rất là mong muốn được tiếp tục tài trợ cùng với BSA, cùng với các doanh nghiệp. Tân Hoàng Cầu là chuyên sản xuất và phân phối máy bơm nước phục vụ cho nông nghiệp, thì đó là lý do tại sao mà Tân Hoàng Cầu tài trợ cho các chương trình khởi nghiệp, đặc biệt là về nông nghiệp, hỗ trợ cho các bạn trẻ khởi nghiệp nông nghiệp. Cái hoạt động này nó cũng sẽ mang lại cái lợi ích cho công ty trong việc tìm hiểu thị trường, nhìn thấy cái sự phát triển của ngành nông nghiệp, mình cải tiến sản phẩm của mình phù hợp với sự phát triển của nông nghiệp. Bên cạnh cái việc kinh doanh thì cái công tác xã hội nó cũng khá là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà công ty đồng hành với chương trình khởi nghiệp xanh trong suốt 10 năm qua. Chương trình khởi nghiệp xanh được tổ chức từ năm 2013 đến nay nhằm phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm của các nông dân trẻ, tăng cường đội ngũ doanh nhân theo hướng kinh tế xanh, phát triển bền vững, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trẻ trong các lĩnh vực của nền kinh tế xanh, tạo tác động xã hội. Vừa qua, tại lễ công bố hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024, công ty dược phẩm Hoa Linh cùng với các thương hiệu khác như Vinamilk, Beatrice, dược phẩm Hồng Giang, v.v. vinh dự được người tiêu dùng tin tưởng, tín nhiệm bầu chọn là một trong 529 doanh nghiệp trên toàn quốc đạt chứng nhận này. Sau những thành công của dòng sản phẩm siro và viêm ngậm thuốc ho bộ phế truyền thống, thời gian qua, đơn vị này đã tiếp tục ra mắt dòng sản phẩm viêm ngậm và siro thuốc ho bộ phế Bảo Thanh không đường, tiếp tục kế thừa bài thuốc cổ phương lịch sử hơn 300 năm và thêm các vị thuốc dân gian thích hợp cho người kiêng đường và nhanh chóng được thị trường đón nhận. Mình đã biết tới sản phẩm thuốc ho Bảo Thanh từ rất lâu rồi. Hiện nay thì mình thấy có sản phẩm mới, đó là siro và dạng viên mà nó không có đường. Thì mình và những người lớn trong nhà mình là rất là dụng cái sản phẩm không đường này để làm cho mình vừa giảm các triệu chứng ho mà vừa không bị tăng đường huyết. Để có những dòng sản phẩm đông dược nổi bật trên thị trường, doanh nghiệp đã không ngừng đầu tư cho khâu sản xuất, bào chế. Các dược sĩ, chuyên gia của doanh nghiệp đã có quá trình nghiên cứu kỳ công, tìm cách sáng chế ra loại máy móc đặc thù, chuyên biệt để tạo nên những viên kẹo thuốc đầu tiên của thị trường dược phẩm. Trong bối cảnh hiện nay, ngành dược phẩm nói chung và nhất là những sản phẩm đông dược nói riêng đang chịu cạnh tranh rất là gay gắt trên thị trường, ban giám đốc cùng với đội ngũ luôn không ngừng đổi mới, áp dụng những công nghệ khoa học, đầu tư những máy móc hiện đại nhất để đưa ra những sản phẩm tốt nhất, tiện dụng đáp ứng nhu cầu chăm sóc khỏe của người tiêu dùng. Năm 2024 là lần thứ 8 liên tiếp, dược phẩm Hoa Linh được vinh danh hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Chứng nhận này vừa là sự ghi nhận, vừa thể hiện khát vọng của đơn vị trong việc hiện đại hóa y học cổ truyền, tạo ra các sản phẩm đông dược đa dạng chủng loại có chất lượng. Vừa qua ngày 14 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức lễ công bố và vinh danh 529 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2024 do người tiêu dùng bình chọn. Công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình là một trong 529 đơn vị đạt hàng Việt Nam chất lượng cao nói chung và một trong 15 đơn vị ngành phân bón nói riêng. Công ty đã nhiều lần nhận được giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao. Tôi rất là vui mừng và hãnh diện vì đây là giải thưởng cao quý, đem lại cái uy tín của sản phẩm công ty, cũng như là tăng cường việc quảng bá rộng rãi thương hiệu cũng như là chất lượng sản phẩm của công ty trên thị trường. Đây là một trong những công ty sản xuất phân lân đun chảy lớn nhất Việt Nam với công suất 500.000 tấn một năm, bao gồm cả sản phẩm phân lân và NPK, trong đó có 300.000 tấn lân và 200.000 tấn NPK. Các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tiêu chuẩn và quy định quốc tế. Trước đó, vào năm 2018, sản phẩm FMB Ninh Bình được chứng nhận sản phẩm đầu vào cho nông nghiệp hữu cơ New Zealand do cơ quan BioGro New Zealand chứng nhận. Kính thưa quý vị, triển lãm quốc tế lần thứ 12 về thực phẩm, đồ uống, thiết bị làm bánh, nhà hàng, khách sạn và cung ứng dịch vụ Food and Hotel Vietnam 2024 vừa diễn ra trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại, tạo cầu nối để các thương hiệu quốc tế đến gần hơn với những nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú tại Việt Nam. Theo tổ chức nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Mordor Intelligence, thị trường dịch vụ ăn uống Việt Nam dự kiến đạt 22,72 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và chạm mức 36,29 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép đạt 9,82% trong giai đoạn từ năm 2024 cho đến năm 2029. Trong đó, giá trị đơn hàng trung bình của các nhà hàng sẽ tăng trưởng 5,35% một năm trong giai đoạn từ năm 2023 cho đến năm 2029. Nhu cầu về đạm thực vật dự báo sẽ tăng 25% ở châu Á trong vòng 5 năm tới. Có lẽ đánh giá được tiềm năng từ thị trường Việt Nam mà tại hội chợ quốc tế Food and Hotel 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút tới hơn 300 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Italia, Malaysia, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, v.v. với hàng chục loại sản phẩm khác nhau liên quan đến lĩnh vực này. Food & Hotel Việt Nam đã đồng hành cùng lĩnh vực ẩm thực, đồ uống và nhà hàng khách sạn trong hơn một thập kỷ vừa qua. Và đến với sự kiện quốc tế lần thứ 12 lần này, chúng tôi rất hân hạnh được chào đón sự có mặt của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, ban tổ chức còn được chào đón hơn 21 nhóm gian hàng quốc tế đến từ các nước. Sự kiện lần này trải dài trên diện tích trưng bày hơn 11.500 m² và dự kiến sẽ thu hút hơn 17.000 khách tham quan chuyên ngành. Dù doanh nghiệp nước ngoài hiện diện với số lượng lớn, doanh nghiệp Việt Nam chưa đông như kỳ vọng, song một số doanh nghiệp Việt Nam tham dự lại chuẩn bị khá kỹ để chào hàng với những đối tác khách hàng. Điển hình như đơn vị này với thế mạnh là những nguyên liệu hay sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia có thế mạnh trên thế giới về cá hồi, thịt bò, v.v. doanh nghiệp đã sơ chế, chế biến thành những sản phẩm khác nhau phù hợp cho phân khúc nhà hàng, khách sạn, quán ăn hay thậm chí là những người tiêu dùng nhỏ lẻ có thể mua trên những chuỗi mang tên Fresh Foods của doanh nghiệp. Chúng tôi có mang tới hội chợ triển lãm Food & Hotel những sản phẩm như là cá hồi, sông khói, hot smoke, cold smoke từ các nước như Na Uy, Canada, Chile, Úc, mang các sản phẩm bò Mỹ, bò Úc, và chúng tôi cũng mang thêm các có sản xuất trên cái nhà máy chế biến sản xuất thực phẩm tại Bắc Ninh là xúc xích, cá hồi sông khói, thịt bò viên mang thương hiệu Lô Vi. Công ty chúng tôi luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản lý, quy trình chuyển giao công nghệ từ các nước trên thế giới tiên tiến như Nhật Bản, Đức. Chúng tôi quản lý theo quy trình HACCP ISO 22000, hướng tới là đưa các sản phẩm nhập khẩu, sơ chế và chế biến đến toàn bộ người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam và hướng tới sẽ xuất khẩu. Trong khi đó thì một số doanh nghiệp Việt Nam khác lại mang đến những dòng sản phẩm từ nguyên liệu Việt Nam chế biến với nhiều loại trái cây để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các thị trường xuất khẩu, như những sản phẩm nhiều màu sắc từ sô-cô-la này là một trong số đó. Ngoài bánh ra thì năm nay thì bên mình có giới thiệu trên sản phẩm sô-cô-la. Thì trước giờ thì trong đầu của mọi người thì mọi người cứ nghĩ rằng là sô-cô-la ngon là phải sô-cô-la từ châu Âu. Nhưng mà thực ra thì mọi người không biết rằng là Việt Nam mình có những cái sản phẩm mà từ bột cacao rất là ngon. Và Việt Nam mình cũng có thể làm ra được cái dòng sô-cô-la nó chất lượng. Nhất Hương có làm thêm những cái dòng sô-cô-la có thể bổ sung những cái bột trái cây như là bột sầu riêng, xoài, bột chuối, hay là những loại hương hoa và bột sữa chua hay là bột hazelnut, là những cái loại nó rất là đặc biệt, đã xuất khẩu được sang Nhật, sang Thái Lan, sang Trung Quốc, sang Canada. Để giúp doanh nghiệp nắm bắt và hiểu hơn các xu hướng mới, ban tổ chức triển lãm năm nay còn có thêm nhiều chương trình hội thảo chất lượng như xu hướng F&B bền vững và cơ hội gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt Nam do Informa Markets phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp tổ chức, hay chương trình Salad Flash Business Breakfast với các phiên trình bày từ những chuyên gia hàng đầu đến từ Global Data và Euro Monitor. Siêu hướng của mình thì khai thác sông xuôi rồi, hiện nay là đẩy đi nước ngoài nhiều. Khách hàng tôi tắc là nước ngoài, là Nhật, là Singapore, họ yêu cầu chất lượng rất là cao. Do là nội địa của mình quan tâm không? Mình rất là quan tâm. Tháng sau, tức là tháng 4, tôi sẽ tung ra cũng là bánh mì Thanh Long đợt 2. Đợt 2 này sẽ là hấp dẫn hơn nữa, nó ủ men thiên nhiên. Rồi mình sử dụng máy móc thiết bị hiện đại của mình thì nâng cao cái phần chất lượng của mình cho người tiêu dùng thưởng thức được một chiếc bánh không phải như bình thường mình ăn được, gì rất là đặc biệt nữa. Rồi chủ doanh nghiệp mình là R&D cũng là engineer nữa, khai thác cái phần máy móc thiết bị của mình, khai thác cái nông sản của Việt Nam. Food & Hotel Việt Nam 2024 kỳ vọng mang lại nhiều cơ hội và cầu nối giá trị cho doanh nghiệp trong ngành thông qua việc kết nối hệ sinh thái các nhà cung cấp thực phẩm, nhà hàng, khách sạn sáng tạo nhất từ khắp nơi trên thế giới. Những nhà tổ chức thông qua triển lãm này truyền đi sự kỳ vọng những nhà kinh doanh tại Việt Nam có thể tìm kiếm nguồn cung ứng phù hợp, phát triển rộng rãi hoạt động kinh doanh, mang sản phẩm tới gần hơn với người tiêu dùng. Thưa quý vị, một trong nhiều sản phẩm sau của cây cao su là những chiếc găng tay cao su. Tại Đồng Nai, một doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều năm qua đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo ra những chiếc găng tay cao su nhiều chủng loại, màu sắc. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp còn đáp ứng rất nhiều các tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc về bền vững, bảo vệ môi trường để xuất hàng qua các thị trường này. Từ những vùng nguyên liệu cao su bạc ngàn ở các vùng miền Việt Nam, đó là nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt chế biến thành những sản phẩm có giá trị cao trên thị trường. Đơn cử như doanh nghiệp này ở tỉnh Đồng Nai là một trong những nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm găng tay cao su. Nguyên liệu thô sau khi nhập về nhà máy được đưa vào những bồn trộn, sau đó được hệ thống dẫn đến khu vực sản xuất để làm ra những chiếc găng tay với nhiều màu sắc khác nhau tùy theo các đơn đặt hàng của các đối tác. Với lợi thế có mặt trên thị trường hơn 25 năm, am hiểu thị trường và khách hàng, những sản phẩm găng tay cao su Nam Long khẳng định vai trò người bạn đồng hành thân thiết của người nội trợ và các công ty thủy sản, nông sản. Để đáp ứng những phân khúc khác nhau trong từng loại găng tay, từ chế biến tôm, các loại cá, trái cây, chuối, sầu riêng, rau củ hay các môi trường lạnh, nóng khác nhau, những năm qua, doanh nghiệp đã đầu tư cho hệ thống sản xuất hiện đại để đáp ứng ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng. Từ đầu dây chuyền đến cuối dây chuyền chỉ có hai người để tháo găng ra. Cái đó nó không thể là làm bằng máy được. Tốn nhiều người nhất á, là công đoạn bao bì đóng gói, phải kiểm tra từng đôi. Nam Long có đầu tư thêm các máy đóng gói tự động. Cái này cũng do mình đi tham quan bên Hàn Quốc á, mình thấy bên đó nó có là mình đặt luôn, tăng cái năng suất của người lao động lên rất là nhiều. Không dừng lại đó, doanh nghiệp luôn coi trọng vấn đề tối ưu hóa quy trình làm việc, đổi mới trong quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa sản xuất nhằm mang lại những hiệu quả tối đa. Để đạt hiệu quả cao, ngoài việc đầu tư máy bóc mới như máy đóng gói sản phẩm này, doanh nghiệp cũng có thêm những cải tiến khác. Cái này 2 năm thì Nam Long nhận được một chương trình tài trợ của Bộ Công Thương, chương trình cải tiến của Samsung tài trợ. Các chuyên gia đã đến đây làm việc trong vòng 6 tháng, người ta cải tiến cái quy trình đóng gói bao bì lại, đã tăng lên năng suất được hơn 40%. Họ làm về cái tinh gọn 5S, cho chuyên gia đến đây người ta đo đếm các thao tác, những thao tác nào thao tác thừa, cắt bỏ những thao tác làm mất năng suất, những thao tác nào chuẩn trên thế giới, năng suất nó cao hơn. Đến đây, doanh nghiệp đã phát triển hơn 100 đại lý phân phối trên toàn quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phân phối trực tiếp sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử. Từ đó thương hiệu ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Năm 2024, găng tay cao su Nam Long tiếp tục nhận được danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn và là 12 năm liền doanh nghiệp này đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Nam Long thiết kế được cái sản phẩm làm sao mà nó bền, mà nó năng suất cao. Trong các nhà máy chế biến thủy hải sản, Nam Long chiếm hơn 50% dòng sản phẩm về gia dụng. Nó đòi hỏi mang vào nó thoải mái, nó không bị ôm sát vô tay, không có hôi mùi cao su, để lâu nó không có bị lên men, bị thối, nó phải diệt được vi khuẩn. Tới đây thì Nam Long sẽ còn ra những dòng sản phẩm mới chịu được môi trường, ví dụ là chịu được môi trường dầu, khó cắt nó không có đứt, gặp dầu thì nó không có chảy ra. Dù xuất khẩu chỉ mới chiếm khoảng 30%, nhưng đề xuất sang các thị trường khó tính ở Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Nga, lãnh đạo công ty không ngừng tham gia nhiều triển lãm chuyên ngành quốc tế, chuyên ngành của mình, đơn cử như Hội chợ Trung Quốc ASEAN, KExpo 2023, Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế quốc phòng Việt Nam Campuchia, triển lãm sản phẩm tại chương trình gặp gỡ hữu nghị người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Nai năm 2023, hay nhiều hội chợ quốc tế khác. Để từ đây, doanh nghiệp có cái nhìn về thị trường, các tiêu chuẩn cho phép, các tập khách hàng với những phân khúc khác nhau. Để có một đôi găng đạt chất lượng, ta phải có đạt được độ bền kéo của nó phải cao, màu ít phai màu đi, nguyên vật liệu nó phải đạt chuẩn, các khâu phối trộn, nghiền phải cũng đạt chuẩn theo tiêu chuẩn, và dây chuyền bên chuyền chạy cũng phải đạt theo tiêu chuẩn. Còn kiểm soát chất lượng đề ra đã đạt của tiêu chuẩn của ISO 9001 của 2015. Găng tay cao su Nam Long 95% là nguyên liệu từ cây cao su tự nhiên. Những nước châu Âu người ta chuộng cao su tự nhiên là nguyên nhân là do nó thân thiện với môi trường. Cao su tự nhiên bản chất nó là nó có cái chất đạm trong đấy, để lâu nó sẽ bị phân hủy, nó lên men thành mùi hôi thối. Ở Việt Nam có 2 công ty làm được việc là tách hoàn toàn cái đạm đó ra, nó sẽ không có gây dị ứng da cho những người châu Âu, đặc biệt những người da trắng. Thì Nam Long là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam làm được chuyện đấy. Thành ra mình mới xuất được đi Mỹ là nguyên nhân là vậy. Chính việc đưa vào sản phẩm chủ đạo là nguyên liệu thiên nhiên như một sự cam kết về xanh, bền vững theo xu thế của thế giới đã giúp sản phẩm găng tay cao su Nam Long có chỗ đứng và xuất khẩu qua nhiều thị trường khó tính ở Mỹ, EU, nơi mà vấn đề về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Và doanh nghiệp vẫn mở ra thêm những hướng mới nhằm đáp ứng thêm những phân khúc mà thị trường đang cần qua sự nghiên cứu, tìm hiểu từ các chuyến đi thực tế. Mỗi cái thị trường nó, cái cơ thể của người nó khác nhau. Ví dụ qua Ấn Độ đi, cái người Ấn Độ là đa số cái người lao động của bên Ấn Độ là người đàn ông. Cái đôi găng tay bán qua bên Ấn Độ là tay của người đàn ông nó rất là to, là mình phải đầu tư những cái khuôn nó phù hợp với bên đấy. Châu Âu cũng vậy, nó cũng khác như Việt Nam mình. Thì mỗi thị trường mình phải điều tra, mình phải nghiên cứu, mình phải tìm hiểu. Có thể thấy chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã và đang được doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Đây sẽ là bàn đạp, là bệ phóng để khẳng định thương hiệu, cũng như góp phần đưa găng tay cao su Nam Long phát triển bền vững trong tương lai. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Niềm tin hàng Việt kỳ này. Thu Thảo cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.